Phật Thích Ca đang ở đâu? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thời nay, người ta gọi là thời mạt Pháp Tức thị là thời Pháp Đạo đang trong thời kỳ suy vong Có rất nhiều thiện tín lại hoài nghi hỏi rằng Vậy thì Thích Ca Mâu Ni, Ngài đang ở đâu? Sao lại rời bỏ chúng sanh, rời bỏ chánh Pháp Để cho chánh Pháp rơi vào suy vong? Theo kinh điển ghi lại thì Tích Ca Thế Tôn hiện thời đang an trú trong cảnh giới Niết Bàn. Chúng ta nên quán cho rõ Niết Bàn là một cảnh giới chứ không phải thế giới. Tức thị là Niết Bàn không phải như sự mô tả về cực lạc Tây Phương, không phải là một thế giới được tạo ra theo nguyện lực như cực lạc tình thổ của A-di-đà. Như vậy thì Niết Bàn là cảnh giới giải thoát vi diệu của một hành giả khi vượt ra được sự chi phối của luân hồi nghiệp lực, không còn nghiệp cũng không còn tạo nghiệp, đoạn được tất cả mọi lậu hoặc để chứng được viên mãn vô sanh, vô diệt, vô sanh diệt. Nhưng hôm nay chúng ta không luận bàn về cảnh giới tối thắng của con đường tu học Niết Bàn mà chỉ nói sơ qua về đôi chút để chúng ta hiểu rằng Thích ca đang ở đâu? Như vậy thì thích ca thế tôn vẫn đang nhập vào cảnh giới niết bàn an trú trong cực lạc viên mãn nhưng niết bàn là ở đâu: ở phương nam hay phương bắc, ở phía trên hay phía dưới, ở bên ngoài hay bên trong, ở phía trái hay phía phải, và câu trả lời: tất cả đều không phải! Niết bàn là cảnh giới tối thắng trong tâm thức của hành giả được hành giả tạo ra và tồn tại ngay chính trong tâm thức đó, khi viên mãn công hạnh chứng quả A La Hán, ngay cả khi thân xác đã bị hư hoại thì tâm thức đó vẫn thường trụ vĩnh viễn bất biến, tức thị là cảnh giới niết bàn đó cũng tồn tại thường trụ bất biến, tâm thức này có thể luân chuyển bất cứ đâu, bất cứ nơi nào trong thập phương thế giới vô ngại, bất xâm, bất nhập, bất biến. Ngày nay tuy nói là đương thời mạt pháp nhưng không phải là thế tôn không còn trú xứ chốn ta bà mà thế tôn thích ca với đại hùng lực đại trí tuệ đã phân thân ra thành trăm ngàn pháp thân vẫn hàng ngày hàng giờ thường trú nơi pháp hội mà trợ thần cho chư vị tôn đức giảng pháp nói kinh trợ duyên oai thần độ giúp chúng sanh bước về bờ giác theo lời thổ ký của Thế Tôn thì phải còn rất lâu nữa Phật Di Lặc mới ra đời và thành đạo. Một lần nữa chấn hưng Phật Pháp, hiền thân con người. Như vậy có thể hiểu nôm na rằng từ khi Thế Tôn nhập diệt cho đến khi Di Lặc thành đạo thì Ngài không sanh lại thân người cụ thể nào để độ chúng nữa. Nhưng mà mọi lúc mọi nơi người có thể hóa thân độ Pháp cho chúng sanh. Ví dụ như... Nếu khi có một vị chư tôn đức nào có đủ phẩm hành đức độ giảng nói Pháp Phật của Thích Ca Mâu Ni vì bá tánh chúng sanh mà thuyết độ, thì khi đó Thích Ca Thế Tôn có thể phân thân mình đến đó nhập thần đại trí vào vị tôn đức đó để mà luận nói Pháp vi diệu để độ sanh. Sau đó thì xuất thần trở lại và cứ như vậy trong khắp mười phương thế giới này, nơi đâu cũng có Phật, nơi nào cũng có thể nghe được lời Phật thuyết, chứ chẳng phải là người đã rời bỏ chúng sanh, chỉ còn thu thần ăn trú cực lạc trong niết bàn trụ xứ Pháp đạo rơi vào suy si vong là vì sao? Không phải là vì chư Phật không tận lực độ thoát mà chỉ do chính lòng người mê chấp mà ra. Thí dụ thế này mọi người sẽ tự có câu trả lời cho mình. Trên một sạp rau có ba ký cải, Mỗi buổi sáng sẽ có người ghé qua mua rau tốt, rau ngon, họ lơm nhặt chọn lấy một nửa. Buổi chiều trên sạp rau đó còn lại một nửa thì tất nhiên rau buổi chiều sẽ không thể tốt và ngon bằng rau buổi sáng. Thế gian ta bà cũng như thế. Qua hơn 2.500 năm, người ngộ Pháp hữu tâm đa phần chuyển sanh về các cõi giới cao hơn, còn lại rất ít người còn thiện tâm to lớn cầu trí cầu đạo, cho nên làm sao mà tránh khỏi sự si vong chánh Pháp. Cho nên sự si vong này là tất yếu Cũng không nên buồn phiền vì cái lễ tất yếu này Chỉ nên ngộ rằng mình còn trụ tại nhân gian Tức nghiệp còn dày, phước còn mỏng Đi sâu thì phải về sâu Nhưng nếu còn không đi thì tất nhiên mãi mãi cũng không thể nào về được Không chỉ riêng mình thích ca thế tôn hóa thân trợ pháp Mà trong thập phương thế giới còn có hàng hà sa chư Phật Bồ Tát nhập thần trợ pháp tương tự như vậy cho nên đâu đâu cũng có Phật, có Bồ Tát chỉ cần tâm ta khởi cầu bằng chân thiện chánh niệm, tức sẽ có ứng linh. Khi ta vì ai đó hành thiện, nói Pháp giúp họ ngộ Pháp hồi ngạn, phá chấp khai minh tức thì chung quanh ta có chư Phật Bồ Tát đồng tán tháng, xuyển dương, hộ trì trợ oai, ta không hề đơn độc. Mọi người hãy ghi nhớ lễ này mà tùy duyên pháp độ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.